Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sáng nay ngày 15 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và đại diện một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tiếp tục làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, hội nghị giao ban lần này nhằm giúp Trung ương tìm hiểu về công tác tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương khu vực phía Bắc, các đảng ủy trực thuộc Trung ương về những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó thảo luận các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai đã thông báo tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng đảng của Lào Cai trong thời gian qua. Khẳng định việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm, đã ban hành các kế hoạch quy định về triển khai thực hiện chỉ thị, xác định cụ thể những nhiệm vụ cần thực hiện hàng năm, tích cực tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về việc thực hiện chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp huyện và cơ sở đã tổ chức học tập quán triệt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, kế hoạch 48 của tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị. Cụ thể, đến nay 15 trên 15 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã ban hành được kế hoạch tổ chức thực hiện chỉ thị 05 toàn khóa giai đoạn 2016 đến 2020, xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi của chỉ thị 05, rà soát, bổ sung, ban hành chuẩn mực đạo đức theo hướng sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương đã nêu lên một số kết quả trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và kết quả của hội nghị quan trọng này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Sáng ngày 14 tháng 3, hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo 7 tỉnh trong cụm thi đua. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã tới dự và nhận cờ trưởng cụm thi đua năm 2017. Năm 2016, với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các tỉnh trong cụm thi đua đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể cá nhân, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước. 7 tỉnh trong cụm thi đua đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Tổng thu ngân sách nhà nước của 7 tỉnh đạt trên 22.100 tỷ đồng. Trong đó, riêng tỉnh Lào Cai đạt trên 6.200 tỷ. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được các tỉnh quan tâm tổ chức triển khai và xác định là nội dung thi đua trọng tâm. Trong năm 2016, có 247 tập thể và 562 cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Ủy ban Nhân dân các tỉnh cũng đã khen thưởng cho trên 8.000 tập thể và trên 11.400 cá nhân xuất sắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành suy tôn đơn vị nhất cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc và đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua cho tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã trao cờ trưởng cụm thi đua năm 2017 cho đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc năm 2016 trong cụm thi đua. Tại hội nghị, các thành viên cụm thi đua đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2017. Chiều qua ngày 14 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ngành trong khối tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin quán triệt một số nội dung về hoạt động tuyên vận, kết quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai, một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn hướng tới xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc tổ chức, quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong tình hình mới. Ban tuyên giáo tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên và các cơ quan báo chí của tỉnh tích cực tuyên truyền rộng rãi các nội dung trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời tăng cường thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2017, việc triển khai các chương trình dự án lớn trên địa bàn nhằm tạo sự đồng thuận ủng hộ và triển khai thực hiện trong nhân dân. Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh vừa có cuộc họp bàn các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ tư nhiệm kỳ 2017-2022. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ tư, nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ đánh giá những việc đã làm được, đồng thời phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém. Từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2017-2022. Đề ra các giải pháp sát thực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhu cầu nguyện vọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh và xu thế phát triển chung của Liên hiệp Hội Việt Nam. Quyết tâm phấn đấu xây dựng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai phát triển vững mạnh, góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc. Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 3. Ngân hàng Liên Việt Postbank chi nhánh tỉnh Lào Cai vừa tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 công trình trường trung học cơ sở số 2 thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên, Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho thầy và trò nhà trường, nâng cao chất lượng đào tạo. Công trình trường trung học cơ sở số 2 thị trấn Phố Giàng giai đoạn 1 gồm xây mới một khối nhà 2 tầng, 12 phòng học, diện tích 780m² và một khối nhà trệt diện tích 450m² dành cho 7 phòng học bộ môn. Ngoài ra, Ngân hàng Liên Việt còn giúp nhà trường cải tạo 8 phòng học cũ và nhiều hạng mục phụ trợ khác, tặng nhiều trang thiết bị như 150 bộ bàn ghế mới, 50 bộ máy vi tính, thiết bị phòng thí nghiệm. Tổng mức đầu tư cho dự án trong giai đoạn 1 vào khoảng 20 tỷ đồng, được tài trợ từ nguồn vốn an sinh xã hội của Ngân hàng Liên Việt Postbank. Ngoài vấn đề kinh doanh, Ngân hàng Liên Việt luôn chú trọng đến vấn đề là an sinh xã hội, đặc biệt là vấn đề là ngành giáo dục. Cũng rất là mong muốn sau này Ngân hàng Liên Việt sẽ đồng hành cùng các chính quyền địa phương, cùng ngành giáo dục làm sao tạo động lực cho phát triển. Việc bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 1 công trình trường trung học cơ sở số 2 thị trấn Phố Giàng sẽ giúp thầy và trò nhà trường có đủ phòng học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới mục tiêu trở thành trường đạt chuẩn quốc gia. Ngày 14 tháng 3, Hội nghị Thượng đỉnh Khởi nghiệp Toàn cầu GSC 2017 đã khai mạc tại thành phố Johannesburg của Nam Phi với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà khoa học và hoạch định chính sách của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Trần Văn Tùng làm trưởng đoàn tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc Hội nghị GSC 2017, Phó Tổng thống nước chủ nhà Cyril Ramaphosa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp và là xu hướng đúng đắn trong tình hình kinh tế thế giới hiện nay, nhất là tại khu vực châu Á và châu Phi. Hội nghị lần này cũng mở ra những cơ hội mới để các doanh nghiệp khu vực, toàn cầu tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội đầu tư và đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới. Phó Tổng thống Nam Phi cũng nêu rõ, hội nghị lần này đã thu hút sự tham gia đông đảo của hàng nghìn doanh nhân, nhà đầu tư,
nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp lập nghiệp thành công để cùng xây dựng, xác định những cách thức mới, sáng kiến mới, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận các thành tựu khoa học công nghệ mới. Theo ban tổ chức, GEC 2017 là một hội nghị mở và quy tụ tập hợp nhiều lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý, điều hành doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh toàn cầu. Nhân dịp này, GEC 2017 cũng tổ chức triển lãm giới thiệu các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trên khắp thế giới, những chương trình dự án kinh tế lớn đang và sẽ được triển khai tại các châu lục và toàn cầu, cũng như các hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh của các công ty vừa và nhỏ toàn cầu đã và đang mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, khu vực và thế giới. Dự kiến, Hội nghị Thượng đỉnh Khởi nghiệp Toàn cầu 2017 sẽ kéo dài đến ngày 17 tháng 3 năm 2017. Liên quan đến chính trường Pháp, ngày 14 tháng 3, luật sư của ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp François Fillon cho biết ứng cử viên này đã chính thức bị truy tố với nhiều tội danh, trong đó có tội lạm dụng công quỹ và sử dụng sai mục đích tài sản công. Thời gian vừa qua, truyền thông Pháp liên tục đăng tải một loạt các vụ bê bối tài chính liên quan đến cựu Thủ tướng Pháp Fillon như tạo việc làm giả cho vợ và hai con trong nghị viện, không khai báo một khoản vay lớn lên đến 50.000 euro. Tuy nhiên, ông Fillon luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào ông và cho rằng ông là nạn nhân của một cuộc ám sát chính trị. Mặc dù vậy, những vụ việc như trên đang khiến uy tín của ông Fillon sụt giảm mạnh trong cuộc đua vào Điện Élysée. Hồi đầu tháng này, ông Fillon cho biết ông đã nhận được thông báo triệu tập đến tòa án vào ngày 15 tháng 3 liên quan đến các cáo buộc trên. Bộ Ngoại giao Chile khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hội nhập châu Á-Thái Bình Dương, tự do thương mại và chống bảo hộ tại hội nghị các nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang diễn ra tại thành phố Viña del Mar của nước này. Ngoại trưởng Chile Gerardo Munoz nhấn mạnh, hội nghị các quốc gia tham gia TPP lần này diễn ra trong thời điểm nhạy cảm đối với kinh tế toàn cầu, khi mà chủ nghĩa bảo hộ đang có xu hướng lên ngôi. Do đó, các nước tham gia TPP sẽ phải xác định liệu có cần tiếp tục theo đuổi hội nhập kinh tế, thương mại trong tương lai hay không. Ông Munoz khẳng định Chile sẽ tiếp tục theo đuổi tự do thương mại và sẵn sàng hỗ trợ các cuộc đối thoại tái đàm phán các điều khoản của TPP. Hội nghị Ngoại trưởng và Bộ trưởng Thương mại TPP do Chile thúc đẩy nhằm tìm giải pháp cứu vãn hiệp định này. Hiện TPP đang rơi vào tình trạng khó khăn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt này. Một số thành viên TPP bao gồm Australia, New Zealand, Chile và Singapore đang tìm kiếm một thỏa thuận thương mại không có Mỹ, được gọi là TPP-11 hoặc TPP-12-1. Ngày 14 tháng 3, thủ lĩnh 8 đảng lớn nhất tại Hà Lan đã gặp nhau trong cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng trước cuộc bầu cử nhằm thu hút hàng triệu cử tri vẫn do dự. Hiện vẫn còn tới 60% trong số 12,9 triệu cử tri chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho đảng nào trong số 28 đảng tham gia tranh cử. Bất ngờ có thể xảy ra và cuộc tranh luận trên truyền hình cuối cùng của 8 thủ lĩnh chính trị có thể dẫn đến sự biến động bất ngờ về số lượng phiếu bầu của cử tri. Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mark Rutte tuyên bố sẽ chiến đấu để không phải thức dậy ngày 16 tháng 3 trong một đất nước mà đảng vì tự do của ông Geert Wilders trở thành lực lượng chính trị lớn nhất. Trong khi đó, ứng cử viên đảng cực hữu Geert Wilders thu hút cử tri nhờ sự mất lòng tin đối với các đảng truyền thống, cùng với đó là việc ông đã đưa ra nhiều chính sách kinh tế thuyết phục như giảm thuế, giảm độ tuổi về hưu xuống còn 65. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.